Kính chào quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh đến với lớp học trực tuyến của khối 2. Cô tên là Nguyễn Thị Thanh Nguyên, giáo viên trường tiểu học C Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hôm nay cô sẽ dạy các em môn đạo đức trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Rất mong quý phụ huynh sẽ hỗ trợ các em học sinh để các em học tập tốt hơn vì tuổi của các em còn quá nhỏ. Và cô mong rằng tất cả các em sẽ học tập nghiêm túc để đạt kết quả tốt nhé. Trước khi đi vào bài mới thì chúng ta sẽ đi vào hoạt động khởi động. Với hoạt động này, cô sẽ cho các em nghe và cùng hát theo bài hát Tình Bạn. Và khi các em nghe xong thì các em sẽ trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: các bạn đã làm gì khi thỏ bị ốm? Câu hỏi số 2: nêu cảm nhận của em về việc làm của các bạn dành cho thỏ. Và bây giờ các em hãy nghe bài hát Tình Bạn nhé. Sau khi nghe và hát theo bài hát Tình Bạn rồi thì các em hãy trả lời cho cô biết. 1. Các bạn đã làm gì khi thỏ bị ốm? Các con thấy là các bạn đến thăm thỏ, rồi mua khế, mua chanh, sữa bột và sữa đậu nành. Câu hỏi số 2: nêu cảm nhận của em về việc làm của các bạn dành cho thỏ. Các em thấy là các bạn đến thăm thỏ, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Các em thấy rằng tình bạn không chỉ dựa trên những lời nói, chia sẻ buồn vui, và còn phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau qua những hành động thiết thực. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 7, quan tâm giúp đỡ bạn, tiết 1. Đi vào hoạt động đầu tiên, kiến tạo tri thức mới. Hoạt động 1, xác định lời nói
Việc làm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn trong từng tranh. Câu hỏi của cô: lời nói, việc làm nào của các bạn trong tranh thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn? Các em quan sát tranh để trả lời được thì hãy dựa vào hai gợi ý sau. Gợi ý thứ nhất, các bạn trong tranh đã nói gì, làm gì? Gợi ý thứ hai, lời nói, việc làm đó cho thấy bạn nào biết, bạn nào chưa biết quan tâm giúp đỡ bạn. Tiếp theo, cô sẽ đi vào từng tranh một để phân tích cho các em nắm rõ nhé. Các em quan sát, thấy bạn nam trong tranh nói là: ôi, mình quên hộp màu rồi. Và bạn nữ kế bên nói là: cậu dùng chung với tớ đi. Các em thấy là bạn nam quên đem hộp màu, thì bạn nữ ngồi cùng bàn vui vẻ cho bạn nam dùng chung hộp màu của mình. Như thế là thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn lúc bạn khó khăn. Tranh số 2, các em quan sát và thấy bạn trai đang xách thùng nước và đã bị rơi vào chân. Bạn ấy la úi và bạn trai kế bên nói là: cậu bị sao thế? Như vậy, các em thấy là bạn nam lỡ tay để thùng tưới rơi vào chân và bạn nam bên cạnh quan tâm hỏi thăm. Như thế là bạn đã thể hiện sự quan tâm bạn của mình, rất là đáng khen. Tranh số 3, các em quan sát, nhìn thấy là bạn nam sơ ý để sách vở trong cặp rơi tung tóe xuống đất. Bạn nam bên cạnh thờ ơ đứng nhìn. Như thế các em thấy là bạn nam bên cạnh này đã không thể hiện sự quan tâm bạn của mình. Vậy nếu là các em trong trường hợp này thì các em sẽ làm như thế nào? Có phải là mình sẽ ngồi xuống và nhặt tập vở bút thước vào cặp giúp bạn không? À, các em sẽ làm như thế nhé. Vậy mới thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn của mình. Tranh số 4, vào giờ ra chơi, thấy nam mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Cớm cảm thấy rất lo lắng. Cớm đã nói: hôm nay Na bị sao thế nhỉ? Theo em, để giúp đỡ Na thì Cớm sẽ làm gì tiếp theo? Và nếu như là em trong tình huống này thì em sẽ xử lý như thế nào? Và trong tình huống trên, giờ ra chơi, thấy Na mệt mỏi gục đầu xuống bàn, Cớm cảm thấy rất lo lắng. Vậy em có thể là đi báo với cô chủ nhiệm của mình, hoặc là em có thể báo với y tế của trường, hoặc là em có thể là dìu bạn xuống phòng y tế nhé. Như thế mới thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn. Cô trò ta sẽ sang hoạt động 2, nêu thêm một số việc làm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn. Các em cùng suy nghĩ đi nào. Cô sẽ nêu một số việc làm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn cho các em nghe nhé. Như là giúp bạn khi bạn gặp khó khăn ở mọi công việc, khi bạn đau bụng thì mình đi báo với y tế của trường, khi bạn bị ốm thì mình sẽ đi thăm bạn, hoặc mua sữa cho bạn, mua trái cây cho bạn. Khi bạn không hiểu cách làm bài tập
thì mình giúp bạn, giảng cho bạn hiểu cách làm để làm bài tập tốt hơn. Khi đi học cùng nhau mà trời đổ mưa thì mình cho bạn đi chung áo mưa hoặc cho bạn đi chung ô. Như thế sẽ thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn các em nhé. Khi các em nêu được những việc làm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn, mọi người xung quanh sẽ thấy các em là một học trò ngoan, một học trò giỏi, biết chia sẻ khó khăn với bạn của mình. Và chính bản thân của các em sẽ cảm thấy rất vui khi mình giúp đỡ người khác, đúng không nào? Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong phần kiến tạo tri thức mới. Cô sẽ cho các em nghỉ giải lao 5 phút. Nhưng các em đừng rời màn hình nhé. Chúng ta cùng hát và nghe bài hát Lớp Chúng Ta Đoàn Kết để bắt đầu tiết 2 nhé. Chúng ta sẽ sang bài 7 quan tâm giúp đỡ bạn ở tiết 2. Đi vào hoạt động đầu tiên là luyện tập. Hoạt động này các em vẫn quan sát tranh, nêu nhận xét về lời nói, việc làm của Tin. Nếu là Tin, em sẽ làm gì? Vì sao? Em hãy quan sát tranh và trả lời đi nào. Các em thấy là khi bạn nữ nhờ sách giúp cặp, Tin đã từ chối không giúp bạn. Việc làm này của Tin thể hiện Tin đã không biết giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Nếu em là Tin, em sẽ nói với bạn gái là để mình xách giúp cho lát, mình đi đá bóng sau cũng được và chạy lại xách giúp bạn ấy. Đó mới là thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn các em nhé. Tranh số 2, nhận xét về lời nói việc làm của cốm. Các em quan sát và thấy là nhân ngày sinh nhật của bạn mình, cốm đã tặng quà gửi lời chúc sinh nhật đến bạn của mình. Việc làm này thể hiện cốm là một người rất biết quan tâm giúp đỡ bạn bè của mình, rất là đáng khen nhé. Tranh số 3, sắm vai xử lý tình huống của cốm. Các em quan sát tranh thấy cô giáo nói đây là bạn mới của lớp mình, các em hãy quan tâm giúp đỡ bạn nhé. Và cô giáo đã nói là em ngồi cạnh cốm nhé. Các em thấy là nếu em là cốm
Em sẽ vui vẻ cho bạn ngồi cùng và chủ động bắt chuyện làm quen với bạn, rồi giúp bạn làm quen với các bạn trong lớp của mình. Vì bạn là một học sinh mới còn rất lạ lẫm, nên mình phải thể hiện sự quan tâm, gần gũi để bạn bè sẽ đoàn kết với nhau hơn. Tranh số 3. Các em sắm vai xử lý tình huống của Bin. Các em quan sát tranh thấy nè. Nếu em là Bin, em sẽ chạy đến khuyên hai bạn nam kia không nên làm như vậy nữa. Vì việc làm đó là không tốt, làm cho bạn đó bị đau và ảnh hưởng đến tay của mình. Như thế mới thể hiện sự quan tâm bạn của mình các em nhé. Các em đã quan sát tranh và nêu được nhận xét về tranh và xử lý tình huống ở trong tranh rồi. Và bây giờ cô sẽ cho các em xem một câu chuyện ngắn thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn. Bingo và các bạn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Ali ơi, cho tụi mình đi chung với. Dù tớ nhỏ lắm, chỉ được một người thôi. Bingo ở đây đi với tớ nào. Thế còn Sisi thì sao? Sisi đi nhờ bạn khác nha. Thôi cảm ơn cậu, để tụi tớ tìm cách khác. Sisi ơi, cho tụi mình đi chung với. Sisi vào ta đi với tớ nè. Còn quả Bingo thì sao? Bingo xem có ai đi nhờ được không nha. Vậy thôi cảm ơn cậu, để tự tớ tìm cách khác vậy. Sao lúc nãy cậu không đi với Jenny đi? Tớ ổn mà. Không được, lúc nãy cậu cũng đâu có bỏ mình đi qua đây đâu. Tụi mình đi chung mà, thì phải tìm cách để đi về cùng nhau chứ. Ủa, giúp kênh này bị sao vậy? Tớ vừa bị ngã, chân tớ đau quá. Cậu ngồi đây nghỉ xíu đi, để tớ xem chân cậu bị sao nào. Chân cậu bị chày rồi, phải về nhà nhờ mẹ băng bó lại thôi. Trời trời tạm mưa thì lâu lắm. Bây giờ Sisi cầm dù nha, tớ sẽ dìu sinh đề về nha. Xong rồi, giờ con đi lại phải cẩn thận nha. Dạ, con cảm ơn cô. Tớ cảm ơn hai bạn nha. Nếu không có hai bạn, tớ không biết phải làm thế nào nữa. Không sao đâu Kelly, bạn bè là phải biết giúp đỡ nhau chứ. Tớ xin lỗi bạn Bingo chị rất nãy. Tớ đã không cho cậu đi cùng. Tớ ích kỷ quá phải không? Tớ không buồn đâu Candy à. Mày muốn tụi mình đi chung nha. Đi chung có vui chứ đúng không Bingo? Đúng rồi. Qua câu chuyện trên, các em thấy là bạn bè mình phải biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau ở tất
cả mọi tình huống xảy ra, nếu bản thân mình giúp đỡ được thì mình hãy giúp đỡ bạn của mình. Và bây giờ các em hãy chia sẻ với gia đình của mình về những việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn nhé. Các em thấy là bạn bè đoàn kết, thương yêu, buồn vui chia sẻ sớm chiều có nhau. Qua bài học này, các em hãy ghi nhớ: với bạn bè quan tâm giúp đỡ, lúc khó khăn hãy nhớ chung tay, buồn vui chia sẻ hằng ngày, điều xấu cùng bỏ, điều hay cùng làm. Các em hãy học bằng ghi nhớ này nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Tất cả các em có thắc mắc hoặc những câu hỏi gì thì có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm của mình qua số điện thoại, Zalo, Facebook hoặc địa chỉ email riêng. Cô chúc tất cả các em có một tiết học thật thú vị và bổ ích. Hẹn gặp lại các em ở tiết sau nhé.